kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang cơ sở của huyện Mai Sơn phát triển sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có phóng sự hợp tác xã nông nghiệp Sơn La liên kết phát triển sản xuất theo hướng bền vững. Phần cuối chương trình sẽ có phóng sự đảng bộ huyện Mai Sơn lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sạch, an toàn, sau khi thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Sơn La đã liên kết với các hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân trên địa bàn, triển khai mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, không chất thải, chăn nuôi đại gia súc, nuôi chuồn quế, sản xuất phân bón hữu cơ, tận dụng tối đa phế phụ phẩm nông nghiệp trong sản xuất, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, bảo vệ môi trường, tạo ra các nông sản an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Hợp tác xã nông nghiệp Sơn La thành lập năm 2021 với 28 thành viên. Hiện nay, hợp tác xã có 3 trang trại chăn nuôi tại xã Cò Nòi và xã Trường Mung, nuôi 450 con bò ba bê thương phẩm, 200 con bò sinh sản, liên kết với 3 hộ nuôi bò có quy mô gia trại với hình thức vừa thu mua tiêu thụ đại gia súc thương phẩm cho nông dân, vừa cung cấp cỏ voi tươi, phế phụ phẩm nông nghiệp sau khi thu hoạch như ngọn mía, lõi ngô, cây ngô, ủ ướp làm thức ăn chăn nuôi đại gia súc. Toàn bộ chất thải từ chăn nuôi đại gia súc được khai thác xử lý vi sinh và tận dụng vỏ cà phê, nước thải cà phê sau sơ chế để nuôi chuồn quế. Thì hợp tác xã nông nghiệp Sơn La thì định hướng là phát triển đại gia súc theo hướng tập trung. Thì ở cái quy mô trang trại tập trung ấy, thì nó có rất là nhiều cái lợi ích so với bà con nuôi thông thường là được chúng tôi đảm bảo việc cân bằng dinh dưỡng từ thức ăn thô, thương tinh đấy, đến uh, nguồn dơ bổ sung cho bò là có đội ngũ uh, kỹ sư uh, chuyên môn về bò. Đấy. Thứ hai là đến cái lịch những cái lịch vaccine là chúng tôi đều thực hiện và trên mỗi con bò thì đều được đánh mã tai và có cái mã QR để quản lý nên là toàn bộ là cái dịch bệnh là chúng tôi được kiểm soát và cái nước thải là chúng tôi sử dụng uh, bioga để thu lại cái nước đấy. Thứ hai là về nguồn phân bò chúng tôi có ủ vi sinh xử lý mùi sau đó là sẽ đưa ra để cho run ăn Hợp tác xã liên kết với 500 hộ nuôi bò sữa tại huyện Mộc Châu và các hộ chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn huyện Thuận Châu, mở xưởng sơ chế thu gom toàn bộ chất thải, nước thải từ chăn nuôi đại gia súc, đảm bảo nguồn thức ăn cho một hectare nuôi trùn quế liên kết với công ty cổ phần năng lượng sạch Sela, gia công sản xuất phân bón đúng quy cách, chất lượng, mẫu mã, trọng lượng theo quy định. Hiện nay, trung bình mỗi hecta nuôi trùn quế cho thu hoạch khoảng 200 tấn phân bón hữu cơ trên tháng. Riêng năm 2023, doanh thu từ phân hữu cơ trùn quế đạt 15 tỷ đồng không chỉ phát triển chăn nuôi đại gia súc theo quy mô trang trại, gia trại, nuôi trùn quế và sản xuất phân bón, Hợp tác xã Nông nghiệp Sơn La còn liên kết với các hộ dân trồng ớt chỉ thiên. Hiện nay, Hợp tác xã đang liên kết với 30 hộ dân trồng ớt. Hợp tác xã đã xây dựng trung tâm sản xuất giống dành riêng cho ớt là một trong những bước tiến mới trong việc làm chủ công nghệ trồng ớt tại khu vực Tây Bắc, chủ động sản xuất giống bầu, đảm bảo được bộ rễ của cây phát triển tốt, tỷ lệ cây sống cao hơn loại gieo thông thường, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trung bình hợp tác xã thu hoạch khoảng 20 đến 22 tấn ớt trên 1 hecta. Gia đình tôi có trồng một hơn một hecta ớt chỉ thiên, có là hợp tác với lại bên hợp tác xã nông nghiệp Sơn La và hợp tác xã nông nghiệp Sơn La đã cung cấp cho chúng tôi phân bón, cây trồng và kỹ thuật và bao tiêu đầu ra cây ớt chỉ thiên này là những cái, cho những cái cây trồng khác và vụ những cái vụ trồng rau trồng như như dâu các thứ là tôi thấy cái này nó đỡ vất vả hơn và lợi nhuận kinh tế nó ổn định hơn sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, với mô hình liên kết phát triển sản xuất đa dạng tuần hoàn, doanh thu năm 2023 của Hợp tác xã đạt 30 tỷ đồng, tạo công an việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, trung bình thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng trên người một tháng trước đây tôi không vào làm đây thì đi làm nông nổi dễ thì vất vả hơn rồi thu nhập cũng rất là thấp thì bây giờ thì vào đây làm thì công việc rất là ổn định để cho con cháu ăn học đến nơi đến chốn mở rộng quy mô liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn bền vững hợp tác xã nông nghiệp sơn la đang nghiên cứu và ứng dụng các phế phẩm phụ phẩm nông nghiệp khác đưa vào chuỗi sản xuất nuôi trùn quế khép kín phát triển các sản phẩm bột trùn quế, dịch trùn quế và chùn quế tinh, ứng dụng trong sản xuất, chăn nuôi nông nghiệp, mở rộng liên kết các loại nông sản khác để phục vụ xuất khẩu. Trong giai đoạn tới của sản nông nghiệp Sơn La là chúng tôi sẽ mở rộng cái vùng liên kết sản xuất ớt chỉ thiên đến các hộ dân đến các tác xã ở trong khu vực Tây Bắc. Từ đó là người dân sẽ có cái nguồn đầu ra ổn định và tại chỗ giảm cái chi phí vận chuyển cũng như là cái giá thành của sản phẩm sẽ được tăng xây dựng cái xưởng sơ chế ớt tại Mai Sơn để phục vụ là trực tiếp xuất khẩu sang Trung Quốc và Hàn Quốc. Với những cách làm hay sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp, Hợp tác xã Nông nghiệp Sơn La đã và đang làm thay đổi cách quản lý phương thức sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng nông sản, từng bước hình thành một nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, có sức cạnh tranh và phát triển bền vững, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện ủy Mai Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước đột phá trên các lĩnh vực, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Qua 3 năm thực hiện nghị quyết, bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều khởi sắc, nền kinh tế có bước tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt so với kế hoạch, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên. Năm 2023 là năm bản lề triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Mai Sơn lần thứ 20 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026. Mặc dù phải đối mặt với đầy khó khăn thách thức, giá xăng dầu, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng cao, thiên tai dịch bệnh, nhưng với sự chỉ đạo sát xa sao của đảng bộ, chính quyền, sự nỗ lực quyết tâm của các lực lượng và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, tình hình kinh tế xã hội của huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. 16 trên 20 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, kinh tế duy trì ổn định, thu hút đầu tư được quan tâm, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Trong năm 2023, có 3 nhà máy và một dây chuyền chế biến nông sản khánh thành và đi vào hoạt động thu ngân sách trên địa bàn đạt khá, ước đạt 122,2 tỷ đồng. Có 42 trên 63 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,8%, công nhận thêm một xã trường mông đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ờ hàng tháng ra nghị quyết để cán bộ và nhân dân bản Mai Tiên thực hiện tốt 16 trên 16 chỉ tiêu nhằm phát triển kinh tế Đời sống của nhân dân trong bản Mai Tiên ngày một nâng lên cơ sở hạ tầng được khang trang và đẹp đẽ, xanh sạch đẹp. Sang năm 2024 này, bản Mai Tiên quyết tâm phấn đấu thành bản nông thôn mới kiểu mẫu. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm ban chấp hành Đảng bộ huyện Mai Sơn đều ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, trong đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, coi đây là một trong những khâu đột phá để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Trong năm, tổng diện tích giao trồng đạt 49.032 ha, chú trọng phát triển 19.032 ha cây công nghiệp, phục vụ cho các nhà máy chế biến trên địa bàn duy trì và phát triển 11.200 hecta cây ăn quả với sản lượng ước đạt 90.000 tấn quả các loại, tăng 47,5% so với năm 2022. Trong năm 2023, huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận một vùng na ứng dụng công nghệ cao, nâng số vùng sản xuất công nghệ cao trên địa bàn huyện lên 3 vùng với tổng diện tích là 1.373 hecta và 1.726 hộ gia đình tham gia liên kết sản xuất trong đó có hai vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao với diện tích là 1039,5 hectare và một vùng sản xuất na ứng dụng công nghệ cao với diện tích là 334,2 hectare. Gia đình tôi năm nay mới quyết định là chuyển đổi ghép sang cái giống na sầu riêng. Mà các giống na mới bây giờ là hiệu quả kinh tế rất cao. Giá thành nếu mà như cây na, một gốc na dai chỉ đạt được từ 15 đến 17 gốc là những cái hộ kinh doanh nằm tốt thì chuyển đổi sang cây giống mới này nó phải đạt mức từ 4 đến 50 cân một gốc thì kinh tế sẽ ổn định hơn cho những người nông dân rất nhiều. Năm 2023, huyện cấp mới 6 mã số vùng trồng với diện tích là 86,5 hecta gồm xoài, nhãn, chanh leo xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, nâng mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu lên 46 mã, với diện tích trên 1.200 hecta. Huyện luôn quan tâm duy trì phát triển các chuỗi liên kết sản xuất. Trong năm đã có thêm trên 846 hecta vùng nguyên liệu xoài và na có hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Lũy kế diện tích liên kết đạt 9.468 hecta chiếm 19,3% tổng diện tích đất canh tác của huyện, với một số cây trồng chủ lực là cà phê, mía, ngô giống, sắn, ngô ngọt, đậu tương rau gắn với các nhà máy chế biến nông sản đang hoạt động có hiệu quả. Năm 2023 thì hợp tác xã hữu cơ trung hiếu chúng tôi đã chú trọng về việc phát triển các loại nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. Ví dụ như cây ngô ngọt với diện tích là hơn 300 ha với sản lượng thu hoạch là hơn 5.000 tấn, cây đậu tương rau là hơn 1.000 tấn và tập trung ở các huyện Mai Sơn, Yên Châu và Mường La. Sang năm 2024, chúng tôi tiếp tục tổ chức triển khai trồng và bao tiêu sản phẩm tạo thành một chuỗi liên kết với các hộ dân. Phát huy lợi thế về diện tích đất đai, nguồn thức ăn gia súc đa dạng phong phú, Đảng bộ chính quyền huyện đã triển khai quyết liệt chủ trương phát động phong trào trồng cỏ hàng hóa gắn với phát triển đại gia súc theo hướng tập trung hiệu quả chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng tuần hoàn, vận động nhân dân trồng mới 139 hecta cỏ, đạt 289,58% kế hoạch, nâng diện tích cỏ trên địa bàn huyện lên 742 hecta, đàn bò lai trên địa bàn tăng gần 1.200 con, đạt 97,5% kế hoạch, nâng đàn gia súc lên trên 44.700 con. Chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp cũng như công tác quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện tiếp tục được tăng cường, niềm tin của người tiêu dùng vào các sản phẩm nông sản của huyện ngày càng cao. Trong năm 2023, trên địa bàn huyện có thêm 8 sản phẩm ô cốp, nâng sản phẩm trên địa bàn được công nhận sản phẩm ô cốp lên 20 sản phẩm để đảm bảo là sản phẩm ô cốp đạt sản phẩm ô cốp thì chúng tôi phải chú trọng về khâu an toàn thực phẩm thứ nhất là trong quá trình mà chọn lựa nguyên liệu thì chúng tôi cũng phải lựa chọn những nguyên liệu là đảm bảo sạch đấy trong quá trình sản xuất thì phải tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và sản phẩm của chúng tôi thì được người tiêu dùng rất là ưa chuộng Năm 2024 với những cơ hội và thách thức đan xen để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, Đảng bộ tập trung chỉ đạo các cấp các ngành tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của huyện. Là năm 2024 là năm cũng là năm cơ bản để thực hiện hoàn thiện các cái chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 và xác định đây là cái năm mà chúng ta tập trung để thực hiện hoàn thành các cái chỉ tiêu này. Trên cơ sở đó thì với cái tinh thần ngay từ đầu năm, đầu xuân, thì huyện cũng đã tập trung chỉ đạo các cái cơ quan đơn vị, đặc biệt là các xã, thị trấn thì tăng cường cái các cái nhiệm vụ triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ của, tại cơ sở, phối hợp chặt chẽ với uh, các sở ngành của tỉnh để tăng cường thu hút uh, các cái doanh nghiệp sản xuất chế biến vào địa bàn tỉnh và địa bàn huyện đặc biệt là đối với cái việc mà đưa các cái doanh nghiệp hoạt động trong cái lĩnh vực chế biến nông lâm sản vào khu công nghiệp với khí thế mới, Đảng bộ huyện Mai Sơn tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, triển khai hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, quyết đại hội Đảng bộ huyện Mai Sơn lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Chắc các cơ sở của huyện Mai Sơn hôm nay sẽ được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các trang cơ sở lần sau